Nổi hứng đi bóng theo kiểu túy quyền, Moeti đã bị trọng tài tuyết còi rồi tặng cho một thẻ vàng ở phút 75 của trận đấu. Baroka đang dẫn trước với tỷ số 3-0. Có lẽ biết cầm chắc chiến thắng trong tay nên Moeti đã nổi hứng đi bóng theo kiểu túy quyền. Tuy nhiên vừa thực hiện vài động tác, cầu thủ này đã bị vị vua áo đen tuyết còi và tặng cho một thẻ vàng. Dù Moeti tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng ai cũng hiểu rằng trọng tài phạt anh vì hành vi xem thường đối thủ. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Niềm vui của các cổ động viên khi đến sân xem bóng mỗi tuần là được chứng kiến trực tiếp những pha xử lý, bàn thắng đẹp mắt đi thẳng vào lòng người. Thế nhưng giờ ngôi sao sân cỏ một khi đã cảm thấy nhàm chán là họ chuyển ngay sang chế độ tấu hài, thì những pha bóng khó đỡ lại xuất hiện nhiều hơn và nó lại như một tiết mục giải trí mới cho người hâm mộ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những pha bóng đỡ không nổi đó qua video. Khi cầu thủ cảm thấy nhàm chán trên sân, họ sẽ tấu hài cực mạnh các bạn nhé. Lên đường thôi nào! Kéo áo đến độ rách luôn áo đội bạn như này mới gọi là chúa tể chơi lầy. Cảm giác thấy thương cái áo thế nào ấy các bác ạ? À? Nó có tội tình gì đâu mà sao hành hạ dữ vậy anh Zai? Đỉnh cao câu giờ của mấy anh Zai Arsenal là khiến cho bác cổ động viên Manchester City bực hết cả mình. Nào nhanh nhanh giùm cái, có biết mấy giờ rồi không? Chơi gì kỳ cục với người già vậy? Thôi thì bàn thắng cũng gọi là có cụ rùa phù hộ nên không cần quan tâm mấy. Điểm nhấn ở đây là pha ăn mừng như kiểu muốn xé rách luôn áo đồng đội của Dani Alves. Sao lại khó đỡ như vậy được anh hai? Vì vậy, lần này nạn nhân bị phạm lỗi là Pepe sao? Nghe cứ vô lý thế nào ấy nhỉ bà con? Nhưng có lẽ thời gian tuổi tác cũng đã biến cho gã đồ tể trở nên hiền lành. Dù chỉ là một chút rồi, thương anh. Câu giờ mà kéo cả tập thể đội nhà lẫn đối thủ chụm lại vào nhau như này, trông có tấu hài không cơ chứ? Chưa bao giờ thấy cột góc đông vui như vậy trước đó. Nếu như cú đá penalty ấy được thực hiện không thành công, chắc chắn anh bạn mang số 50 kia sẽ được coi như siêu anh hùng của đội nhà. Cơ mà cuộc đời không như là mơ, rồi xong giờ đã không những vẫn bị thua, lại còn chơi thiếu người, khoảng cách từ người hùng xuống tội đồ nó mong manh vậy đó. Rõ ràng là có đủ khoảng trống và không gian để phát bóng, nhưng thanh niên gác đền này lại quyết định sút thẳng vào lưới nhà thì cũng không hiểu kiểu gì đấy. Ô kìa, sao bác tài lại ham vui thế được? Rồi bác sút thì thủ môn nào dám bắt nữa? Lại phải giả vờ đổ sai hướng để vị vua áo đen có bàn thắng vậy? Ảo thật đấy! Đấy, ai bảo làm trung vệ dễ lắm thì ra đây gặp Ruben Dias, lăn lộn các kiểu trên sân rồi vẫn bị lừa có cú không cơ chứ? Sút như này thì sát muối vào lòng ông thầy cũ Rafael Benitez quá Jordan Henderson ơi, chỉ sướng mỗi huấn luyện viên Jurgen Klopp thôi, ăn mừng cái đã nào. Có quả đồng đội thế này, chắc anh chàng thủ môn cũng đến nước tăng sông mất thôi. Người ta đã băng lên để bắt bóng rồi, làm ơn đừng cho chân vô nữa, cảm ơn rất nhiều. Giữa bao người xem mà dám trôn anh nặng như vậy sao, xứng đáng bị đẩy ngã sấp mặt chưa, đừng làm anh Zai bị quê nha. Cậu định tạt bóng đúng không Marcus Rashford? Hãy nói rằng cái cú đá thẳng ra ngoài ấy chỉ để làm cho đối thủ chủ quan đi. Sao lại lỗi như thế được? Các Manusians đỡ kiểu gì bây giờ Rashford? Lại thêm một cú sút nữa đi thẳng vào lòng đất. Trông nó cứ sai sai thế nào ấy các bác. Ôi đôi mắt của chúng ta, đừng sút như vậy nữa thanh niên. Ở cự ly và khung thành đã không còn thủ môn như thế này, bảo Minamino xuất ra ngoài, người ta lại bảo là mồm điêu ấy. Cơ mà thực tế nó lại đắng lòng các bác ạ. Ngôi sao người Nhật Bản đã có cú bắn chim khiến cho ông thầy Klopp cũng phải ôm đầu luôn. Dù đã diễn khá nhập vai, nhưng mà diễn viên Nicolas Otamendi vẫn không thể qua mắt trọng tài. Vậy nên dù vẫn đang vật vã trên sân, nhưng mà diễn xong thì ra ngoài luôn nhé anh hai, ăn thẻ đỏ rồi đó.
lấy đà rõ xa và chuyên nghiệp, xong rồi dậm chân như mấy ông bác tập thể dục dưỡng sinh. Kèo câu giờ này, ông anh thắng chắc 100% rồi đó. Khi trận đấu đã trôi về những giây bù giờ cuối cùng, Lukaku thì vẫn đang cố gắng đẩy bóng lên cao nhất có thể. Dù cho anh đã bị đốn ngã, thế nhưng với bộ não tư duy đỉnh cao, Timo Werner đã quyết định chuyền về sân nhà trước sự bất lực của đồng đội. Ủa anh, đang thua mà sao lại làm thế được? Hành động đấy là gì vậy Erling Haaland, lại câu giờ thêm được phát nữa à? Cái tội cứ thích chạy vào sân xong rồi lại còn đi chân đất làm mất trật tự, gây nhiễu khi mà trận đấu vẫn đang diễn ra là xứng đáng nhận một cái thẻ vàng rồi, khỏi thắc mắc gì nha anh Zai. Cái này là đi lội nước với chơi bóng nước chứ đá bóng gì tầm ấy nữa. Đúng là không có gì thốn hơn việc phải thi đấu dưới mặt sân kiểu xung quanh anh toàn là nước ê. Khêu được quả penalty rồi, tranh thủ chống đẩy luôn mấy cái để lấy tinh thần, còn đá phạt đền luôn nào Erling Haaland. Được tận hai cầu thủ đội bạn mớm bóng, hộ tống cho đến tận khung thành thế này mà không lập được siêu phẩm nữa thì đúng là phụ lòng người ta quá đi ha thanh niên. Làm nhẹ một bàn thắng xe đạp chổng ngược mãn nhãn liền. Cùng bị ngã như nhau mà sao diễn viên này nhập vai quá vậy ta. Lăn lộn mấy vòng sân liền, rồi gương mặt đầy đau đớn nữa. Xin được phép chấm cho anh bạn 10 điểm diễn xuất ngay và luôn. Giữa việc soạt bóng hay là soạt người thì sau một hồi lưỡng lự, Timo Werner đã quyết định đơm luôn cầu thủ đội bạn. Và kết quả, ngôi sao người Đức đã không những bị thổi phạt mà cậu em của anh lại bị đau nhói sau pha va chạm. Kèo này lỗ quá rồi Werner à. Ở kia mấy chú quỷ đỏ mới được mấy trận nghiêm túc, giờ lại quay sang tấu hài hết lại với nhau rồi là sao? Đừng làm diễn viên để mang đến tiếng cười giải trí cho mọi người kiểu này nữa các anh, thốn cho các Manusians lắm. Rồi cái thẻ vàng ấy là để trao cho ai vậy anh Tài ơi? Ánh mắt không thèm nhìn vào bị cáo của vị vua áo đen này khiến cho mọi người hoang mang ghê, ảo thật đấy. Vừa rồi là những pha tấu hài không thể đỡ nổi của các ngôi sao thế giới khi họ chuyển sang chế độ nghệ sĩ nhân dân, mua vui cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.